giới thiệu anh em đôi loa siêu khủng long của Victor, đôi loa Victor bát 40. Dòng này cực kỳ hiếm, anh em có thể nhìn thấy cấu hình của nó, một tép kén gang siêu lớn bát 40, các cái mũi khê mũi khí của nó còn rất là đẹp, 2, 4, 6, 7 bảy mũi khí của các bát đều rất là đẹp. Anh em nhìn gần hơn nhé, đây là các cái mũi khí, không phải tự nhiên Victor nó thành công ở những cái mũi khí đấy đâu, mà không phải tự nhiên nó dán vào để nó trang trí đâu, chính cái mũi khí đây là tạo lên cái độ tinh của cái dòng dài trầm. Những cái dòng Victor như SX7, SX5, những cái dòng coi nó có những cái mũi khí đấy, khi anh em đánh cái dài trầm nó xuống thấp, những cái mũi khí nó sẽ tạo lên cái khí đông áp, nó làm cho cái dài trầm nó có độ tinh, bát nó thả sâu hơn. Hơn nữa dòng này là dòng loa bát 40 rất khủng, cực kỳ hiếm, ở Việt Nam chưa có ai sở hữu đấy. Nó còn rất là đẹp, siêu cổ. Nói về đôi này thì mình cũng vừa tìm hiểu rồi, tại vì cũng lần đầu tiên được sở hữu đôi này, vừa tìm hiểu rồi thì cha mãi mới thấy được thông tin trên. Đấy, và cái năm mà nó sản xuất, nó xuất sang thị trường Mỹ thì có duy nhất 250 người ở Mỹ có thể mua được cái đôi loa này. Anh em nhìn được anh này, nó vô cùng hiếm. Đây, GTA Only 20 people in the United States will be able to buy this speaker. Đấy, anh em có thể hiểu là cái đồ, một đôi loa cực kỳ hiếm, đang sưu tầm. Đôi này còn rất là đẹp, các cái mũi khí còn đều, đế căng cũng còn đẹp. Đây, khi mình thấy đế căng vào lần này, đây, rất là đẹp, quá là tuyệt vời luôn. Anh em ngó đằng sau một chút nha. Đây, đằng sau đây. Đây, rất đơn giản. Ấy. Ấn số đây. Rất khủng. Hậu còn rất là đẹp. Với một đôi lá cổ này thì không thể chê được. Anh em đi vào chi tiết một tí nha. Mình cho anh em xem tình nữa. Loa này thiết kế là gồm có một loa bát 40. Đấy. Một loa bát 40, một loa trung giấy. Trung này của nó có 14 phần. Đây là hai tép. Còn đây là một tép kèn. Hỏng kèn này của nó rơi vào khoảng gần hai găng tay của mình. Bề ngang của đôi loa này rất khủng, khoảng 50 phần. Cao thì khoảng 80 phân. Đôi này thì mình không có cơ hội được bê, bởi vì anh em kêu bạn nó bê, nhưng mà nó bê chỉ được một chiếc nên mặt nó nhăn hết. Mình rất may mắn lại đang sở hữu một em GBC của Cung Long, mà như anh em biết là GBC và Victor là một thôi. Mình đang sở hữu con GBC khủng long 5456, anh em nhìn trên mặt đây, và mình cho nó oanh luôn, oanh tiếng bạt thả xuống rất là phê. Bây giờ mình cho anh em nghe thử nhé. Bật luôn nhạc mạng. Mùi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Em từ đầu đêm mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn. Tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Bài tình ca của em
Phút trông sẽ quay về.